Dạ Vũ ơi, xin chào tất cả các cô chú bác anh chị em gần xa kính mến. Thì hôm nay cũng trở lại nhà của anh Nguyên, thì cũng gửi theo lời yêu cầu của mấy bạn này kia nọ đi quay xe gần xa rồi cho anh em tham khảo, được thì mua, không được thì xem để giải trí thôi, chứ không có gì để bàn cãi đây trơn. Một số bạn cũng comment chữ mình hoài, lai gai hoài, thì cãi đi chuyện đi quay trên đời mà ai muốn làm sao làm, thì tại vì sự nghiệp đam mê thôi, mình đi quay đồng này đồng kia cho các bạn xem đó. Thì ở đây anh Nguyên anh có chiếc xe Fortuner Kim nha. Nào nghe nói ngay là máy vớt, nhưng mà anh mua được vậy, anh bán vậy là xe máy vớt, máy ngon, xe sạch người ta dọn sẵn, chủ trước là xài người ta dọn sẵn, máy rất là ngon nha các bạn nè. Nó bị ghè cái ba ga nè, nẹt lên nó ghè cái ba ga mà máy ấm, máy phin các bạn không, máy 125 của dòng Fortuner là phin, máy ngon rồi, tết máy ngon, nói chung là máy ngon đi, máy vớt. Hồi nãy nói giá nhiều anh Nguyên qua đây 19 triệu. Thì thông thường mình đi quay mấy chỗ khác, mấy nước người ta dọn sẵn đẹp về là người ta bán 20 lấy 5, đó là mấy người ta kêu giá thách lên đó, mình trả giá xuống. Còn đây anh Nguyên nó không có, nó thách, anh kêu 19 triệu. Thì nói mình sẽ quay chi tiết ha, quay vòng vòng trước đi rồi quay chi tiết xe. Thì anh em nào có cái gì thắc mắc gì cứ comment bình luận ha, hoặc là cho ý kiến về năm 21, cái mình có nhiều kinh nghiệm mình đi quay cho các bạn xem, cứ comment các bạn ơi. Thì ai thấy thích thì cho like dùm, cho video được đề xuất, cho nó cái kênh của Vũ được phổ biến rồi rộng rãi ra cho nhiều người được biết đến. Rồi như ở trên là cái độ dây ga nè, ok ha, cái độ dây ga ok, cái độ dầu của Thắng ok ha. Hình như là cái miếng này có thay mới ha. Nước sơn trong đây nó sơn còn nguyên, ốc này cũng còn nguyên, ốc nước sơn hãng cũng còn ha. Máy vớt đó các bạn ơi, máy vớt, thì nói máy vớt đó, bao xe máy vớt mà bô cũng còn mới ha, bô còn mới còn đẹp. Sơn chỗ này có bị xét miếng không sao, ốc nó cũng còn theo xe, găm nồi cũng còn theo xe. 19 triệu đầm này cũng theo xe, nước sơn hãng nó cũng còn dính chút chiếu nước sơn hãng còn dính miếng. Cơ dàn chân ngay được không, thấy sao các bạn, chui dưới này mình cũng không có chui được đó, đưa cái điện thoại vô thôi. Cây này sơn lại dòi, xe gớt giá 19 triệu bằng với chiếc quan pha. Nhưng mà cái dòng Fortuner này mà máy người ta 125 mà mình chạy, mình so với chiếc quan pha, ví dụ máy vớt nhưng mà máy người ta ngon, máy người ta mạnh khỏe, so với chiếc quan pha là các bạn chạy chiếc xe này là êm hơn, ok hơn. Bị quan pha nó xào, nó chạy nóng máy lên nó xào, mình đi chừng mừng mấy cây số là nó nóng lên nó xào. Còn cái dòng này nó nóng lên nó không xào, đi đường trường nhẹ ghe luôn. Zin ha, zin, phuộc sơn, căm theo xe, căm có linh chì hết trơn rồi, cái chân găm cũng còn màu, cái thân găm linh chì. Đầu cổ thì xe máy vớt nhưng đầu tươi ha, cái đầu tươi xanh. Mình sang con rồi cũng còn được, nói chung là được. Ok, xe máy vớt vậy là xe khá hơn các chỗ khác rồi. Thì anh mua sao anh bán vậy, vô áo màu xanh luôn nè, cái áo GT á, áo mới, áo hãng luôn á, áo GT hình như là 3,1 triệu, cản có sơn, đầu cổ sạch sẽ. Để bình xăng lớn không sơn nha các bạn, bình xăng lớn còn luôn à. Tết máy cái nữa cho các bạn nghe. Máy vớt mà máy phin đó các bạn. Máy vớt mà ta cũng ra miếng khói ra.
máy gớt mà tao không ra miếng khói nữa. Đồng vì neo kim là cái đồng hồ nó vậy á, neo kim là đồng hồ vậy á, khi mình bật lên cái chìa khóa nó không có quẹt qua. Còn GT khi mình bật lên chìa khóa cái này đồng hồ cái đơm mét nó quẹt qua nó đảo lại. Và cái này đồng hồ điện tử là GT và bình xăng con là GT với bánh mâm á mới đúng. Còn FI thì ở trên đồng hồ điện tử cũng cái kim quẹt qua. Ở dưới thì phun xăng điện tử kêu là FI. Thì quay qua đây nó cũng quay qua đây thì nó sạch nha. Sạch giá 19 triệu à, anh em mua ở ngoài. Ủa? Người ta vô cái dành Thái luôn hả? Nè, người ta vô cái dành Thái luôn nè bạn, vậy là rớt ra xe này rớt dành nó vô dành Thái luôn nè. Dành Thái xịn nè. Biết phải xịn không ta? Có phải xịn không? Bạn comment cho mình ý kiến muốn có kinh nghiệm các bạn. Nè. Siam Gucci. Chữ Gucci nè 17 × 1.40 trừ ngày 1 tháng 4 nè. Cái này là ngày 1 tháng 4 hay gì đó. À về cái này là chắc dành xịn này. Ta vô chỗ mới nè, nước sơn này còn theo xe ha, có, ở đây có đâm con ốc mới nè, hai con ốc này còn theo, cái con ốc này đâm mới, mấy con ốc này còn theo, con này đâm mới đó nè. Nhưng mà ta bán cái xe gớt, cái xe giá gớt, cái dành ở ngoài sau còn theo xe nè, Siam Gucci đó 207 nè, neo kim 207, neo kim 207 là cái đầu số nó 06, còn neo kim 206 là đầu số 00. Không một thôi chứ. Mình thương sức 207 đá xe nè, cái này còn ha. Cái này, nước sơn này còn. Cái này cũng còn. Nói chung xe gớt nhưng mà xe sạch vô áo mới thì máy ngon, máy đảm bảo các bạn ngon, máy đời mặn phinh phinh như là ngon á. Dây thì có lặp lại, nhất là ta đã làm xương lại trơn rồi. Này, nước sơn hãng cũng còn. Bình xăng lớn cái nước sơn nó còn không có bị ấy ha. Cái nắp này còn theo hết vậy đó các bạn ơi. Xe gớt thì quay vậy thôi chứ không có cái gì để chi tiết kỹ lưỡng như những cái chiếc xe mà mất tiền mấy chục triệu. Mấy cái này cũng sạch sẽ, đèn kèm nhanh đây rồi, ok vậy đi, chỉ đổ xăng là chạy thôi. Vậy cũng xin kết thúc clip các bạn ơi, còn quay những chiếc xe khác nữa. Rồi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại ha.